Xin chào các bạn, đây là các bé rái cá con của Tiun vừa mới mua về từ những người mà chuẩn bị sắp sửa bán qua Trung Quốc. Đó, thì Tiun biết ai mà bán rái cá là Tiun đều mua về để Tiun nuôi, để Tiun thả nó về môi trường tự nhiên hết, để cho rái cá ở Việt Nam nó không có bị tuyệt chủng. Bây giờ rái cá bên Trung Quốc người ta mua rất là nhiều, bên đó thì sông biển của người ta nó đã bị ô nhiễm hoàn toàn nên động vật nó không có phát triển được nữa. Còn Việt Nam của mình may mắn nó vẫn còn được cái môi trường tự nhiên trong lành, rái cá nó vẫn còn phát triển được. Nhưng mà mình lại đi bán những con động vật quý hiếm của đất nước mình cho người ta, nên bởi vậy tôi phải mua về, mặc dù tốn rất là nhiều tiền, ai bán giá nào tôi cũng phải mua về hết để bảo vệ các em ấy. Các bạn thấy dễ thương không? Rái cá là một loài động vật mà nó đang vô sổ đỏ ở Việt Nam rồi, và có một số loài đã bị tuyệt chủng luôn. Và tôi trong quá trình mà tôi đi mua rái cá về để bảo vệ tụi em á, thì phát hiện ra được nhiều giống rái cá quý hiếm của những cái người mà người ta săn trộm á, các bạn biết không? Đó, mặc dù nhà nước là cảnh báo rồi nhưng mà không có quản lý được đâu. Bởi vì các bạn mà có lòng hảo tâm á, thương yêu động vật á, thì nên bảo tồn loài vật này để mình nuôi phát triển cho mấy em nó lớn lên rồi mình thả nó về tự nhiên là tốt nhất. Đây là một cái loài thú cưng mà nó thông minh hơn chó, mèo và sống rất là thọ, rất là dai luôn. Đó, các bạn thấy dễ thương không? Ok ha. Rồi bây giờ tôi cho mấy em bú đây.